Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình Số. Trong video này thì mình sẽ phù hợp cho các bạn xem một thiết bị, đó là đèn gù đa dụng. Đây thì cái loại đèn này thì chúng ta có thể dùng trong dùng để trong y khoa, trong sinh học làm đẹp và trong công nghiệp. Thì cái đèn này là được bảo hành 3 năm của hãng TNE, có cái dấu chữ thập đây nè. Công suất của đây, coi công suất của đèn này, xem ở đâu nha. Công suất của đèn đây 250W. Nguồn điện thì các bạn có thể sử dụng 110 hoặc là 220V thì đều được. Thì cái chiều cao này là tới 1m7 hả? Mình nghĩ là nếu 1m7 thì cái này nó phải kéo ra được. Bây giờ mình sẽ vui thử cho các bạn xem bên trong. Đây thì bên trong chúng ta có là một cái đèn, cái bóng này nhìn cũng chắc là khá là hao điện, cái điện quang bóng đèn dây tóc hồi xưa chúng ta này. sáu mươi watt khá nặng điện nhưng mà nó sẽ nó tỏa nhiệt nhanh hơn. Có con là 100W nhưng mà 60 mình nghĩ là sử dụng được rồi. Đây chúng ta có một cái phiếu của TN, cái này là đèn y khoa, này là đèn y khoa luôn nha các bạn. Y khoa sẽ hướng dẫn, thì cái này thì mình có thể đọc thêm, là giấy chứng nhận đủ kiểu hết trơn nè. Bảo hành 3 năm. Đèn này chắc nó không hư gì đâu, nghĩ hư cái bóng, mà cái bóng này, bóng đèn dây tóc này xài là nó hao điện nhưng mà mình thấy nó rất là lâu hư. Đây là cái đèn. Nè, mình có cây nè. Thì là 1m7 đúng rồi, 1m7 là nó có cây này để nó dài ra nè. Cây này cây nó dài, nói chung là làm sắc đúng với rất là dày. Đó. Rất là chắc luôn. Mấy khớp nối. Cái này là cái chân. Chân là dạng chân ba chân, khá là chắc. Để kim loại. Đúng. Đây. Ở đây chúng ta thấy là có cái chữ là bảo hành 3 năm ở trên đây luôn. Có xoay độ sáng. Và đây. Đó. Ở trong này hình như là có một cái bóng sẵn luôn. Đúng rồi, có một cái bóng sẵn. Đó. Cái bóng này nó có tác dụng là nó sinh nhiệt, nó tỏa nhiệt khá là nhanh. Thì cái bóng này ở dưới quê mình thường trước thì mình dùng cái bóng này để mình để trong cái phòng mà mấy con heo con á, thì nó rất là ấm. Đó. Thì cái này cũng nếu các bạn làm các bạn bị đau những cái phần ở trên cơ thể thì các bạn có thể bắt cái đèn này, các bạn chiếu trực tiếp vào thì nó sẽ làm ấm cái khu vực đó và nó máu nó sẽ lưu thông tốt hơn. Thì đây là tác dụng của cái đèn này khi mình mua. Và còn nếu các bạn dùng làm đèn học á, thì nó cũng khá là ok. Đó, thì gắn thay cái bóng như thôi. Đó, bóng này thì dĩ nhiên là không dùng đèn học được, vì bóng này màu đỏ thì nó có tác dụng làm nóng mà. Để vô chiếu như cái phần mà các bạn bị nóng á, và các bạn xoa bóp cái này để làm cho máu huyết lưu thông, hai nữa làm cho cái cơ của các bạn nó bị nó giãn ra để các bạn có thể xoa bóp nó dễ dàng hơn, nó thấm với việc của thuốc bạn thoa nó sẽ dễ dàng hơn. Hơn là cái trường hợp là các bạn không có dùng đèn này thì thịt của bạn thường nó bị đau, nó sẽ bị rất là cứng. Và các bạn xoa bóp, các bạn bấm nó sẽ khó, là nó không có hiệu quả bằng các bạn khi các bạn làm mềm thịt trước. Đó. Và các bạn nếu dùng đèn học thì các bạn cứ gỡ xoay, các bạn gỡ cái đèn này ra, các bạn gắn cái bóng khác vào thôi. Đây. Cái này nó hay cái là nó có thể chỉnh được cái độ sáng tối của đèn, khá là hay. So với cái đèn thường thì các bạn chỉ gắm vào là nó tự sáng thôi, không chỉnh được cái độ sáng. Thì các bạn muốn mua sản phẩm này mình để liên đến phần mô tả video nha. Đó, các bạn bấm vào đó xem tham khảo giá và mua giùm mình ha. Đó, điều kiện nó đơn giản như thôi. Còn cái này gấp lại. Đó. Khá là cao. Ok, video này là kết thúc nha. Các bạn đã quan tâm theo dõi video này.
Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong cái video sau.